đỉnh, chị em U70 đánh sập tới gần 30kg mỡ, cải thiện hàng loạt bệnh lý nguy hiểm. Ngày đầu đến với tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc, cô Hạnh và cô Mỹ mang theo rất nhiều trăn trở về ngưỡng mỡ và bệnh lý. Sau khi được đưa đi xét nghiệm tổng quát với chỉ số sức khỏe đáng báo động, đội ngũ chuyên gia bác sĩ tại tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc đã phân tích mô mỡ và lên phác đồ điều trị riêng biệt để phù hợp với thể trạng của hai cô. Nhờ liệu pháp Đông Bang Fat Loss Booster, liệu pháp giảm mỡ hiện đại bậc nhất hiện nay, chỉ trong một thời gian ngắn, cô Kiều Mỹ đã giảm thành công đến 13kg, thu nhỏ đến 15cm vòng eo, bay màu luôn các bệnh nền nguy hiểm như máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Không chịu kém cạnh, cô Kim Hạnh cũng đã bứt phá ngoạn mục với thành tích giảm tới 14,5kg mỡ và thu nhỏ đến 16cm vòng eo, ổn định huyết áp, cải thiện xương khớp. Trời, con thấy không? Hai cô cộng lại giảm gần 30kg mỡ, thấy kinh khủng. Cô có một cái lời chia sẻ đến chị em phụ nữ là mình hãy mạnh dạn đến Đông Bang là nơi mình tự tin nhất. Đến đây là mình sẽ có được một cái vóc dáng đẹp và một cái sức khỏe tốt để mà tự tin bước ra ngoài. Hiểu được tầm quan trọng của giảm béo trong việc nâng tầm vóc dáng, cải thiện sức khỏe, hơn 2 triệu khách hàng đã tin tưởng lựa chọn tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc là nơi trao gửi niềm tin thải mỡ. Mừng xuân giáp thìn, vô vàn ưu đãi cực hơi đang diễn ra. Siêu sale giảm mỡ cực sốc, tài trợ lên đến 50% chi phí. 100% khách hàng đăng ký dịch vụ đều được tham gia bốc thăm may mắn với vô vàn phần quà giá trị. Số lượng có hạn, chân chơi gì nữa mà không chốt lịch ngay dưới clip này, quý khách ơi!